Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Dương Khánh cùng chương trình Sống khỏe cùng IDC Life xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, người mắc chứng rối loạn tiền đình có biểu hiện đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, có ảnh hưởng không ít đến sức khỏe, nhưng nhiều người lại cho rằng cái căn bệnh này không gây nguy hiểm. Vậy để giải đáp thắc mắc của quý vị, chúng ta cùng gặp chuyên gia của chương trình, đó là dược sĩ Nguyễn Thị Điện. Xin kính chào dược sĩ ạ. Cảm ơn dược sĩ đã bớt chút thời gian tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Dương Khánh, xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Trước tiên dược sĩ có thể cho biết rối loạn tiền đình là gì không ạ? Hệ thống tiền đình nó nằm phía sau ốc tai. Nó có đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tư thế, dáng bộ. Nó giúp cho cái việc phối hợp điều hòa chuyển động giữa đầu, vùng mắt hoặc là vùng toàn thể thân mình. Dây thần kinh số 8 thì nó là đường dẫn truyền thông tin lên các cái hệ thống tiền đình. Vì thế mà khi dây thần kinh số 8 nó bị tổn thương do nguyên nhân nào đấy thì nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là chóng mặt, buồn nôn, hoa mắt, thậm chí là đau đầu. Đấy là những cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình. Một cái khái niệm nữa, tức là nếu chúng ta có thể bị thiếu máu lên não hoặc là cái đường dẫn truyền thông tin lên não nó bị rối loạn ấy, thì đấy cũng là một nguyên nhân dẫn đến hội chứng rối loạn tiền đình. Vậy thưa dược sĩ, nguyên nhân nào dẫn đến căn bệnh này ạ? Phổ biến chúng ta phải nói đến là các cái bệnh nhiễm khuẩn hoặc là nhiễm virus mà nó ở cái vị trí gần cái khu vực tiền đình ấy, như là nhiễm khuẩn hoặc viêm tai giữa này, nhiễm virus ở cái khu vực tai trong. Đấy, một nguyên nhân nữa đó là có thể mình bị chấn thương ở đầu ấy thì nó cũng sẽ gây nên những cái hội chứng của bệnh rối loạn tiền đình. Ngoài ra thì còn có các yếu tố liên quan đến yếu tố di truyền, đấy cũng là một nguyên nhân, hay là những cái môi trường, những cái thói quen công việc, môi trường công việc ấy, chẳng hạn như nó bị stress này, môi trường bị ô nhiễm này, hay là căng thẳng hoặc là mất ngủ thì cũng có thể dẫn đến các cái hội chứng rối loạn tiền đình. Theo Dương Khánh được biết là có hai loại rối loạn tiền đình, đó là rối loạn tiền đình ngoại biên và rối loạn tiền đình trung ương. Vậy dược sĩ có thể giải thích rõ hơn về hai loại này không ạ? Rối loạn tiền đình ngoại biên là cái hội chứng rối loạn ở các cái khu vực tai trong. Nó liên quan đến cái sự tổn thương của các tế bào ở cái ống bán khuyên quanh vòng tai. Và cái nguyên nhân dẫn đến cái chứng rối loạn tiền đình ngoại biên này chủ yếu là do mất ngủ này, hoặc là ngủ không sâu giấc, hoặc là stress căng thẳng, hoặc là những cái chứng thiếu máu lên não. Còn cái rối loạn tiền đình trung ương là nó liên quan đến cái nhân của tế bào tiền đình, tức là nó sẽ nằm ở các cái khu vực thân não và tiểu não. Cái chứng rối loạn tiền đình trung ương này thì nguyên nhân chủ yếu do là các bệnh nặng hơn như là bệnh xơ vữa động mạch này, bệnh bị rối loạn, bị gọi là bị tắc các cái động mạch để đưa máu lên não ấy, thì cái rối loạn tiền đình trung ương thì nó cái biểu hiện của nó bệnh của nó sẽ nặng hơn, chẳng hạn như là cái hội chứng chóng mặt, hoa mắt nó xuất hiện rất là lâu, thậm chí là mình ngồi xuống đứng lên ngay lúc đấy mà rất là lâu thì các cái hội chứng nó mới quay, các cái triệu chứng bình thường mới quay trở lại được. Nói đơn giản hơn là cái hội chứng rối loạn tiền đình ngoại biên thì nó là những biểu hiện nhẹ, biểu hiện ban đầu, còn hội chứng rối loạn tiền đình trung ương là nó nằm ở vị trí sâu hơn và nặng hơn. Thưa dược sĩ, có một khán giả có hòm thư là Hoàng Tuấn Tài 87a@gmail.com có đặt câu hỏi cho chương trình như sau. Tôi 40 tuổi, thường hay bị hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, có lúc cảm thấy nhà cửa trời đất quay cuồng. Tôi nghe nói những ai có triệu chứng như vậy là bị rối loạn tiền đình. Vậy xin cho biết có thuốc nào để chữa bệnh này không? Dược sĩ có thể trả lời câu hỏi của vị khán giả này ạ.
Những triệu chứng như bệnh nhân nói và ở cái lứa tuổi của bệnh nhân ấy, thì nó rất là những cũng là một trong những đối tượng mà rất hay gặp vào các cái triệu chứng của bệnh rối loạn tiền đình. Bệnh nhân thường có cái biểu hiện hoa mắt, chóng mặt, say sẩm mặt mày, và thậm chí là có những lúc nếu mà bệnh nhân đang đứng có thể ngồi tụt xuống bất cứ lúc nào mình không biết được ấy, thì đấy cũng là một những biểu hiện đầu tiên của hội chứng rối loạn tiền đình. Đối với những bệnh nhân mà hay gặp những cái chứng bệnh này ấy, thì thường thường bao giờ mình cũng phải chuẩn bị sẵn những cái thuốc, chẳng hạn như thuốc giảm các triệu chứng chóng mặt này, thuốc để giảm những cái cơn đau đầu mà có thể là mình mắc phải lúc đấy. Nhưng mà thực ra là những cái thuốc đấy thì nó chỉ điều trị được triệu chứng lúc đấy thôi. Còn quan trọng là bệnh nhân vẫn phải tìm những cái phương pháp và những cái sản phẩm để nó có thể giúp cho bệnh nhân điều trị được bệnh lâu dài. Thì như tôi được biết có cái thực phẩm chức năng bát não tiên là một trong những cái thực phẩm mà nó có tác dụng rất là tốt trong cái bệnh này. Vì sao nó tốt? Vì là ngoài những cái thành phần mà nó giúp lưu thông máu, đưa máu lên não, giúp cho hệ thần kinh hoặc các tế bào thần kinh luôn luôn có oxy để nuôi dưỡng, để có năng lượng hoạt động, thì nó còn chứa các cái dược liệu quý như là tâm sen, lạc tiên, cao bình vôi. Nó giúp cho bệnh nhân vào buổi tối nó có những cái giấc ngủ rất là sâu, những cái giấc ngủ ngon mà lúc tỉnh dậy không có cảm giác mệt mỏi hay uể oải. Vì thế là nếu bạn dùng một liệu trình, đủ liệu trình như lời khuyên của nhà sản xuất ấy, thì có thể là sẽ cải thiện được rất nhiều cái tình trạng của bạn. Thưa toàn thể quý vị và các bạn, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của dược sĩ Nguyễn Thị Điện sẽ phần nào giúp cho quý vị và các bạn cải thiện được sức khỏe của mình cũng như những người thân trong gia đình. Và để được tư vấn kỹ hơn, xin quý vị vui lòng liên hệ theo hotline 033-567-2008 hoặc gửi thư về hòm thư tư vấn bác sĩ 115a@gmail.com. Dương Khánh cùng chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.